Le pitch, alors ça a l'air de rien, le pitch en fait c'est quand même la fenêtre. Bài pitch có vẻ không có gì, nhưng trên thực tế bài pitch giống như một cửa sổ, là cửa sổ sẽ tập trung toàn bộ công việc của bạn, để trong vòng 15 phút phải thuyết phục thành công những người đang theo dõi bạn. Họ sẽ theo bạn trong cuộc phiêu lưu đó. Vậy bài pitch có thể, nhưng cũng là tất cả. Cách đây 2 ngày, tôi đang đào tạo các khóa khởi nghiệp Việt Nam trẻ, và tôi đã nói với họ, dự án của các bạn đang dày 25 trang, 30 trang, các bạn phải tóm tắt thông qua 10 ảnh chiếu. Và nếu các bạn muốn thuyết phục mọi người về những gì các bạn đang làm, thì họ phải đi cùng bạn. Họ phải theo dõi bạn trong cuộc phiêu lưu này, bởi vì cuộc phiêu lưu này rất phi thường. Đó là ý nghĩa của bài pitch. Bài pitch, tên này có nguồn gốc từ elevator pitch, thuyết phục trong thang máy. Tức là bạn phải hình dung bạn đang ở trong thang máy, đứng cạnh sếp của bạn, một người sếp mà hiếm khi bạn có thể gặp được. Vậy, bạn đang có một ý tưởng và bạn có 30 giây để trình bày và thuyết phục người sếp đó trong thang máy. Và mục đích duy nhất của bài pitch là người chủ, ví dụ ở đây là nhà đầu tư, chẳng hạn như một công ty lớn có khả năng mua ý tưởng của bạn, khi ra khỏi thang máy sẽ nói với bạn, hấp dẫn thật, hãy đến phòng làm việc của tôi cùng với nhóm của bạn để chúng ta có thể trao đổi cụ thể hơn. Vậy, bài pitch là như thế. Chỉ đơn giản là thuyết phục thành công cho người ta mở cửa để bạn có một cuộc hẹn thứ hai. Đó là mục đích của bài pitch. Tôi vừa mô tả mục đích của bài pitch cho các bạn, và có nhiều yếu tố trong một bài pitch. Và một bài pitch, chú ý là có những bài tập trong các vườn ươm. Để làm bài tập pitch, các bạn được yêu cầu kể một câu chuyện trong vòng 5 phút, 10 phút, 15 phút, không hơn. Tuy nhiên, khi bạn dùng thang máy, bạn chỉ có 30 giây. Nhưng trên thực tế là bạn bị ràng buộc về mặt thời gian trình bày. Và đương nhiên, những ràng buộc hạn chế về thời gian sẽ bắt bạn phải làm nổi bật lên một số nội dung nhanh hơn những nội dung khác. Vậy, mục đích của bài pitch không phải là kể cho hết. Mục đích đơn giản là gây sự chú ý, được chứ? Làm sao để cho những người nghe bạn sẽ đặt thêm câu hỏi cho bạn? Hoặc, đây là mục tiêu quan trọng nhất, bạn cùng đội nhóm sẽ được mời đến trình bày chi tiết hơn về dự án, ý tưởng của bạn. Vậy, cấu trúc của một bài pitch bao gồm những gì? Trước hết, một bài pitch thể hiện bởi cái tên của nó. Bạn là ai? Tên và chứng minh của dự án của bạn. Cuối cùng là vấn đề mà bạn muốn giải quyết. Là vấn đề nào mà bạn đã phát hiện? Là vấn đề nào mà bạn nghĩ? Là vấn đề nào mà bạn nghĩ rằng cần được nhận ra và cần được chia sẻ để giải quyết? Đồng ý không? Cho nên, sau khi trình bày vấn đề là gì, sẽ đến giải pháp mang lại giá trị nhằm giải quyết vấn đề đã nói trước. Được chứ? Kế tiếp là giải pháp của bạn khác biệt như thế nào? Và đến lượt mô hình kinh doanh của bạn. Và một lần nữa, bạn phải thuyết phục được nhờ mô hình kinh doanh của bạn. Tiếp theo là bạn sẽ tìm khách hàng như thế nào? Làm thế nào để bạn thuyết phục được khách hàng? Làm thế nào mà bạn bán được sản phẩm lần đầu tiên? Đồng ý không? Rồi đến một tầm nhìn về các đối thủ cạnh tranh, được chứ? Ở đây, các bạn phải chú ý, tôi luôn luôn dùng ví dụ sau đây. Không nhất thiết chỉ có những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bạn. Chúng ta đã nhận ra là có nhiều cách khác nhau để cùng thực hiện một ý tưởng. Vì vậy, bạn phải dùng một khái niệm cạnh tranh rộng rãi hơn. Một ví dụ ở Việt Nam, đối với một startup phân phối các bữa ăn trưa, thì trong ví dụ này, đối thủ cạnh tranh đáng sợ nhất chưa chắc là các công ty cùng hoạt động với bạn. Đối thủ ghê gớm nhất là các bà nội trợ. Bởi vì nếu một bà nội trợ muốn nấu cơm cho con cháu của mình, thì người đó không cần thiết phải đặt cơm ở bên ngoài sau khi đã về nhà, bởi vì không có thời gian để đi chợ nấu ăn. Do đó, bạn phải cảnh giác đối với một môi trường cạnh tranh là phân tích đầy đủ nhất tất cả các yếu tố có thể cạnh tranh cho bản thân mình. Sau đó, bạn đến đội nhóm quản lý dự án, rồi hãy cung cấp những thông số tài chính, được không? Ở đây, bạn phải chú ý về vấn đề tài chính. Tôi sẽ nhắc lại. Nhưng, ngay từ đầu, tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn đừng nói theo kiểu có một thị trường tầm 10 tỷ. Bạn phải chú ý điều này. Ta sẽ dành 10%, cho nên ta sẽ có 1 tỷ. Không được như thế.
Bạn phải cung cấp những thông tin tài chính trên cơ sở sản phẩm của bạn hoặc dịch vụ của bạn sẽ được dựng lên và con số khách hàng sẽ mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Như thế, bạn có thể tính toán ra một con số doanh thu cụ thể. Mọi người phải có khả năng hiểu được rõ cách tính toán dẫn đến kết quả tài chính của bạn. Bởi vì nếu bạn bắt đầu dùng các số liệu kinh tế vĩ mô theo kiểu giá trị thị trường như sau và chúng ta nắm bắt được số phần trăm, thì bạn sẽ khó giải thích được. Cuối cùng, bài pitch phải cho biết tình trạng của bạn, của dự án, được chứ? Và những gì bạn đang yêu cầu từ những người đang nghe bạn. Bây giờ, hãy trở lại với mục đích của một bài pitch. Mục đích của một bài pitch là kích thích sự quan tâm, đồng ý không? Vậy, bạn phải bước vào phòng, bạn đang ở vị trí bạn muốn gây sự hứng thú. Do đó, bạn phải bước vào một cách đầy năng động. Bạn đừng đi theo kiểu vừa đi vừa kéo. Bạn phải chuẩn bị tư tưởng vào một vị trí chiến đấu, nơi mà bạn sẽ chiến đấu. Chú ý, đây không phải là buổi thuyết trình thử. Bạn phải bán được ý tưởng của bạn và làm sao mà những người nghe bạn sẽ tán thành ý tưởng của bạn, được chứ? Và khi bạn thuyết trình bài pitch, sẽ có 4 đến 5 đội nhóm khác đang ngồi bên cạnh. Vậy, bạn phải chuẩn bị tốt, bạn phải rõ ràng, bạn phải có tính thuyết phục, bạn phải kích thích được sự quan tâm. Đồng ý không? Bạn đừng nói quá chi tiết, được chứ? Tuy nhiên, bạn có thể dùng một số thông tin mang tính chất cá nhân để làm nổi bật lên nội dung này hay nội dung kia. Nhưng bạn phải tập trung vào những tiêu đề chính, bạn phải truyền đạt những nội dung chính một cách rõ ràng. Bạn phải thể hiện là có đủ tổ chức để đảm bảo sẽ đạt được mục tiêu xác định. Cho nên, bạn đừng đi quá sâu vào các chi tiết. Và ngay cả khi lúc đang thuyết trình một bài pitch 15 phút, lại có người muốn đặt câu hỏi cho bạn, bởi vì sẽ luôn có những người muốn. Mặt khác, nhận được các câu hỏi là một điều tốt. Nó có nghĩa là khán giả đang lắng nghe và đang hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn đừng làm mất nhịp độ và đừng bắt đầu trả lời một cách quá chi tiết cho các câu hỏi. Bạn hoàn toàn có thể trả lời một cách nhanh chóng và nói rằng sẽ có một khoảng thời gian 10 phút dành cho các câu hỏi và trả lời. Cho nên, lát nữa, chúng tôi sẽ trả lời chi tiết hơn cho câu hỏi này. Vậy, bạn phải thật sự giữ nhịp độ. Bạn phải có vai trò giữ nhịp độ trình bày để có người lắng nghe bạn một cách rất ấn tượng. Được chứ? Vậy, tôi nhấn mạnh một lần nữa là khán giả phải lắng nghe được bạn. Nếu họ không lắng nghe, đôi khi bạn phải nói cái gì đó để cố gắng kết nối lại với khán giả. Bạn phải là người điều khiển mọi thứ, giống như người lái máy bay. Bạn phải làm chủ bằng tất cả những phương tiện của bạn để kiểm soát được khán giả của bạn. Đồng ý không? Và mục đích ở đây là gây đủ sự quan tâm để làm sao có người mong muốn gặp lại được bạn. Và họ sẽ cho bạn biết muốn gặp lại bạn một khi bài pitch đã kết thúc. Vậy, thông thường một bài pitch bao gồm 10 ảnh chiếu. Đồng ý không? Bạn phải tập trung vào những nội dung cần thiết. Bạn cần chú ý điều này. Và bạn đừng làm mất sức bền, nghĩa là bạn phải câu được khách và đừng bị lạc. Bạn tập trung vào sự cần thiết. Ví dụ, bạn sẽ nói, tôi là thế này, tôi muốn làm cái này, cách tôi làm sẽ như thế này, và đây là những lý do tại sao tôi muốn làm cái đó, và tôi sẽ thành công, được chứ? Và nếu bạn bổ sung thêm ảnh chiếu, nếu bạn dùng quá nhiều ảnh chiếu, bạn càng có nguy cơ bị phân tán, nhưng ngược lại, càng ít trên thực tế, bạn sẽ gặp càng nhiều rủi ro, là nhiều người sẽ không theo kịp được nội dung mà bạn muốn trình bày.